đó xào gấu rừng cả nhà ơi. Cái chén thì nè. Chén ăn dễ. Ngon lắm cả nhà. Đi ăn chật ngon ha. Ngon. Ăn chật không mà nghĩ trên ngon. Má ăn vô. Má ăn vô rồi. Cả nhà nha. Học trò nó đi làm liên quan nó đi Mỹ. Bây giờ cứ biết đi. Không có ăn rồi. Có tiền nha, tôi giao. Nha. Còn hôm đầu hăng lắc đầu ra thì tôi trong nó bị. Gia đình mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì gia đình mình về nội ăn chật nữa cả nhà. Bữa nay bà nội có đổ bánh xèo rủ về ăn. Thì sẵn về thăm nội luôn thì Tết giờ về được có một bữa à. Giờ vô coi bà nội làm bánh chưa. Chào ông bà cô chú ạ. Chào ông bà cô chú. Giờ này thì cũng 4 giờ 5 giờ về mà cô Năm với Dượng Năm còn làm nữa nè. Nghỉ chiều được rồi. Mát trời mát. Mát tranh thủ làm hả? Ừ, chưa nắng đẩy. Chắc chưa ngủ rồi. Vậy à. Đây Dượng Năm đang làm gì đây Dượng Năm? Đang vô mấy cái lúc bích. Cái chân bạn hả? Đừng cho chạy đó ha. Đừng cho chạy gặp. À. Rồi tới bữa thứ hai đi. Cái bạn này rồi là còn xong chưa hay còn làm gì nữa không? Sơn nữa. Sơn cái nữa là đẩy mặt lên rồi đó hả? Ừ. Còn đây là anh rể của mình đó cả nhà. Anh rể thứ năm. Còn bà đó thì bà chị thứ năm á. Thôi mình đi vô cây bà nội làm bánh xèo cả nhà. Bữa nay thì hai vợ chồng của mình á về cũng hơi muộn á cả nhà. Thì về tới thì bà nội cũng đổ xong hết trơn luôn rồi nè, bánh xèo. Quá trời ngon luôn cả nhà. Nước mắm đài. Đây là nước mắm ăn bánh xèo ha. Thì hồi nãy hai vợ chồng của mình cũng có cắt về một bọc rau diếp cá. Này củ hủ dừa anh ơi. Nhân củ hủ dừa xào với thịt heo. Ở đây cũng có hai dĩa luôn cả nhà. Thì ở đây có rau gừng nè cả nhà. Đây là lá cách. Lá cách với lá cắt lòi. Đọt lụa. Ở đây thì chỉ có cải xà lách nè. Cải xanh nữa anh ơi. Cải xanh nữa đủ loại hết. Còn ở đây thì cũng có rau diếp cá với rau thơm. Rau hóng lưỡi. Còn cái bọc rau diếp cá nãy bên mình cắt đem qua nè cả nhà. Nãy bà xã mình cắt nè. Cắt nhiều cho Nam đem chả ăn luôn. Ừ. Hôm nay về nội ăn chực nữa cả nhà. Hôm nay bà nội làm bánh xèo đãi ăn bữa nữa ha. Thì hồi Tết cũng có về bữa mùng 1 rồi tới giờ mới có về nữa. Thì bánh xèo ở đây mình ăn rau gừng không cả nhà. Đa số là rau gừng ăn cho ngon. Lá lụa nè. Đấy bà xã của mình làm gói gì cho nó ngon coi. Tôm hôm cháu đi cả nhà nha. Học trò nó đi làm liên quan nó đi Mỹ. Bây giờ cứ đi đi.
giờ cứ biết đi. Không có ăn rồi. Cóc tiền ra, tôi giao. Nghe. Đúng không? Đội hăng lắm đầu ra. Thì cứ cứ trong nó cũng biết bán gì mà. Ờ, biết bán vậy không? Cái nào cũng được hả? Cái nào cũng được cả. Nhóc là mấy cái gì vậy? Uống rượu hả? 5-6 lọ uống rượu chừng nữa. Tính chưa? Con Châu về. Châu vô ăn không Châu ơi? Thì bảo kêu bảo về luôn nè. Bởi quá rồi, cho ăn cho đủ về. Có bảo về nghe nhịp tiền nữa được ha. Ngày nãy bảo này chứ đâu. Cũng ăn đó bạn. Bảo bắt xào gần cả nhà. Vô chén ăn nó dễ. Ngon lắm cả nhà. Đi ăn chực ngon ha. Ngon. Ăn chực không mà nghỉ trên ngon. Má bạn đi vô. Má ăn vô rồi. Nói lại bà. Ăn gì bà đòi ăn. Đi. Vì Nam ăn bánh xèo vô chén luôn hả? Ừ, trộn lại đi. Nổi nhóm. Thì bỏ bà ở nhà đi. Kêu con giỏ lại không ạ? Đồ giòn giòn á. Cái bảo hiểm của Châu với thấy tết tháng 10 con này tôi bay á. Rồi tôi bay á, tháng 10 là tôi bay mua đó, đưa ba mua cho nó giảm cho tôi là giảm cho tôi bay là người thứ tư, người thứ năm. Tiền. Giờ đây tôi có 100. 200 đưa đi. Thôi. Như tôi. Hai ông bà nạn dễ trả. Đưa chứ thôi. Tôi còn trả tiền cá, tiền khá trả rồi kìa. Thôi. Nè. Nhìn như vậy. Rồi ở đây, tao đưa cho 50 nữa. Anh có 50 không? Có. Không. Nè. Không. Cái lấy tiền lại tháng. Không. Tao đưa lại 31 gì cho nó. Rồi, con ở đâu rồi? Tháng rồi tự nhiên biết chiếc chỉnh đưa lên là mẹ. Chứ con rồi, chồng có con cái cây. Rồi. Đó, mẹ không? Làm được. Bánh xèo mình phải đẩy chén như nè. Mình phải này phải có dưa leo mọc vô cái nữa ha. Mất ra mập mập á, già đó. Quế nó thành nhỏ ra rồi. Nhân củ dừa, dừa. Thầy thơm quá rồi, đặt tôm đem tôm qua làm nhân mà nó không vô mập. Ơi, sợ chút gian á. Chút gian là làm em mua à. Ai cũng nói hết chuyện mướn đó à. Nhưng mà làm ra cũng có gì cũng được. Nay dậu mấy là đủ rồi. Đúng. Đúng. Không có gì đó nữa. Ông cái nước ở trong lại mình ăn mì ăn cha phải không? Trời ơi, ông già nó chết rồi. Nó bị ông thử đi ăn cái này trời ơi, đó ông thua nở rồi đó. Ông thử thôi. Thì ông nữa đó. Ba mấy rồi. Ông có bà đi. Cái gì? Dạ. Đâu? Ờ, chỉ bộ cái lợn của. Đó bà mấy rồi nha. Chỉ bộ mày có hỏi tôi đánh chưa ở ngoài? Mày có hỏi gì đó.
mua mày.